Mến chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo nha. Hôm nay em ghé lại địa chỉ là 21 nha cô chú anh chị và các bạn, Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Thì chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn vui vẻ, thành công trong cuộc sống nha. Đó, đây là Hà Anh, chị cả. Đó, chị cả làm bánh xèo của cô chú anh chị và các bạn. Bánh xèo của chúng ta đó thì giá là 30k một cái nha cô chú anh chị và các bạn. Địa chỉ của chúng ta đó, địa chỉ ngoài là bán tại chỗ thì cô Nhị có bán thêm là cô online nữa. Số điện thoại đó là 0986 804 và 347 nha. Dạ. Rồi. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe. Nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em nha. Kia nè cô chú, đây là cái công viên phần mềm Quang Trung, hay gọi là WTSC, một trong những cái công viên công nghệ rất là nổi tiếng của Sài Gòn cũng như là của Việt Nam nha. Dạ, cô chú anh chị cứ tìm tới công viên phần mềm Quang Trung là biết liền là phía sau công viên phần mềm Quang Trung á. Đặc biệt là cô có làm bánh buổi sáng nữa, nhưng mà buổi sáng là mình phải đặt hàng, mình phải gọi điện trước nha, trước một ngày. Dạ. Chết rồi, có người tìm nè, cắt xe đi. Có người tìm canh rồi, từ nãy giờ đây. Chảo nóng liên tục các bạn, nghỉ luôn mà không kịp. Không kịp. Quá đỉnh. Đây, cảm ơn anh. Ủa nội bữa nay có ai phụ kia nữa nội? Người má nữa hả nội? Ba đó. À là ba là. Dạ. À dạ. Dạ chào ông. Ba rồi. Chắc là ông cố lên phụ nữa nha. Đem về à? Dạ mấy cái? Hai cái. Ồ, các cô các chị đang đứng chờ nè, quá trời luôn, xếp hàng luôn. Vỡ trận. Dạ chờ chú lên đây xíu, chờ xíu nha chú. Dạ. Đang vỡ trận nha cô chú anh chị và các bạn, vỡ trận. Dạ. Của ông hai cái nữa. Nãy em quay đổi mà em quen bật mic. Bây giờ mà em nhìn mic. Là đi luôn rồi. Tại xe chạy quá trời. Bánh xèo miền Tây 30k một cái nha bà con cô bác. Yeah. Này là đúng gốc miền Tây luôn. Mẹ cũng quá. Bên kia là trăm anh. Trăm anh. Xe miền Tây là ngọn giòn, ít mỡ giòn. Tiếp nước cho chị, tiếp nước cho chị hai. À. Rồi cái tiếng hồi chị. Cứ đến không được cô chú anh chị và các bạn cứ gọi cho cô Nhị nha. Dạ. Bánh xèo cô Liên. Dạ. Chào bà nội.
không con gái? Nắng đang da đây. À. Ông nội vào ra đó, ông ngoại thì làm cố nha. Hai bánh một cơm. Ừ. Rồi. Thấy con gái làm nhanh không? Hai bánh bột không? Đó là con dâu út đó. Dạ. Dạ, bánh để về. Ăn chưa chưa con gái? Ăn rồi hả? Thời gian bán của cô Liên, tức là cô Nhị á, mà bánh xèo miền Tây đó cô chú anh chị và các bạn, đó là 13 giờ cho đến 22 giờ hàng ngày. Dạ. Buổi sáng thì là không có bán buổi sáng, nhưng mà cô chú nào mà muốn ăn bánh xèo buổi sáng là gọi điện đặt trước ngày hôm trước, là sáng hôm sau là cô sẽ làm bánh nha, giao hoặc là mình tới mình lấy nha. Bánh xèo da giòn. Cái này con gái bỏ giá nhiều nè, đúng không? Đen da rồi. Nay nắng quá đen da rồi. Dạ. Cảm ơn ạ. Dạ rồi. Nhiều cô chú. Dạ. Dạ, con gái làm rất là nhanh luôn, cô chú anh chị và các bạn nhìn thấy không? Rất là nhanh luôn. Ủa các cô kia là mua về hả ta? Đứng chưa tới phải. À.
cái cô đó mua phần mang về đang vỡ trận làm hết 200% công suất mà vẫn không kịp đó cô chú anh chị và các bạn. phải không má nuôi là phải làm lễ đồ đủ thứ ấy, chứ đâu đơn giản là nói má nuôi là má nuôi đâu, đúng không con gái hả, đúng không, ăn bánh xèo à. Cái này đi khét anh nha, không đâu quay lên vậy chứ yên lắm á, cái đó ngon đó, chảo đó là chảo của bà cô mang về đó. Cái bánh này ngon à, giòn. Dạ bánh không. Bánh xuống là không kịp để lên cho khách luôn mà, không kịp chín cái bánh cho khách luôn. Dạ, luôn. Đang chiên. Đây là bánh đậu xanh. À, đây có khách ăn bánh không gì ha. Không kịp diễn ra luôn. Đây là cảnh quen thuộc của ông nội. Ông nội ấy củi. Bếp củi mà nấu bếp củi cô chú anh chị và các bạn nên là đó. Các cô chú đứng chờ đông chờ để thưởng thức. Cứ đến không được gọi điện cho cô Nhị nha, là 0986804347. Dạ cô chú cứ gọi điện, cứ gọi điện đi. Buổi sáng cũng có bán bánh nữa, nếu mà buổi sáng có bánh thì cô chú muốn ăn buổi sáng thì cứ gọi điện trước buổi chiều nha. Dạ để cho sáng là cô của chú mới làm á. Dạ thường là bán đầu giờ chiều. Ủa nội, như là bánh đậu xanh này là bao nhiêu cái? Dạ. Sao là thấy khách vô ăn cái bánh đậu xanh không à? Dạ. Ra ngoài nhìn nó khác hả cô? Hơi ớn xíu. Dạ. Ăn nhiều vô nha con. Ăn 2 ba tô gì đó. Ngày nghe Trâm Anh ăn 3 tô đúng không? Lần ăn 3 tô đúng không? Mà nó không tăng ký thôi đúng không con gái? Sao bữa nay? Hả? À, sao bữa nay con gái ngồi không hả? Chạy bàn từ nãy đuối quá hả? Hả? Không đuối hả? Cô từ đâu tới cô? À, cô ở quận 12. Dạ, cô ở quận 12 hả? Dạ, cô cũng thường ăn bánh xèo không? Dạ.
Rồi, cảm ơn cô nha. Đó, đây số điện thoại này của chú. À, đây, đây là cái số điện thoại đặt hàng nha. Dạ, đây. Cứ gọi điện vô số này, thì sẽ ship tận nơi cho cô chú anh chị và các bạn. Dạ có ship. Cái số này là số ship á. Dạ. Cái số đó là số ship. Đó, thôi bây giờ về nè. Hai cái. Đây là cái bánh đậu xanh. Hai bà cháu xông tấu đổ bánh xèo. Ông gần có rồi, chuẩn bị ông về. Đó, ông cố nha. Đổ chảo. Chảo kia con gái làm không được á, nó dầu dần. Mấy cái gì? Hai cái mang về. Cái mang về luôn. Con gái né luôn á. Rồi cảm ơn cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe nha, thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong các video tiếp theo của em. Nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em nha. Dạ. Cô chú anh chị và các bạn ăn bánh xèo á thì ghé địa chị của chúng ta đó là 21 Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 nha cô chú anh chị và các bạn. Quận 12. Cô bán là từ 13 giờ cho đến 22 giờ hàng ngày. Giá bánh xèo của chúng ta đó là 30k. Cô chú anh chị và các bạn cứ tìm tới VTSC. VTSC là công viên phần mềm Quang Trung, là biết liền à, cầu vượt Quang Trung.